过年呀、啊，还没看到自己的票。这个也搞，别给弄个给糊弄了，弄个弄个笨蛋。Theo thời điểm là ví dụ
như nếu như kinh tế phát triển cùng phát triển thì chắc chắn là công ty nào cũng muốn là chúng ta đặt sản lượng ra nhiều, và khi đặt sản lượng ra nhiều thì chắc chắn là trong cái khung giờ hành chính này nó không thể hết việc, nó không thể hết cái sản lượng đấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ làm thêm. Thế nhưng tại thời điểm bây giờ chẳng hạn, khi mà toàn bộ dịch bệnh trên thế giới, chúng ta cùng đều cả thế giới đều bị corona, và lúc nào lúc đấy họ đều gì cấm nhập khẩu hay cấm xuất khẩu chẳng hạn, cái sản lượng của họ hạn chế đi thì sẽ cái sản lượng sản xuất của chúng ta sẽ bị hạn chế, và bị hạn chế rồi thì cái giờ làm thêm có thể bị giảm giá. Còn đâu nó là theo theo cái xu thế kinh tế chung của toàn cầu. Em còn hỏi gì đấy? Còn vấn đề về học thêm tiếng Nhật đấy cô. Mình học có mất phí, mình có đóng. Tính từ ở đây chúng ta sẽ có thứ nhất là học thực tế. Học thực tế đó là cái mà chúng ta sẽ giao tiếp với người Nhật ở trong công ty đó rất là nhiều. Chúng ta thường xuyên thì nó bảo là luyện thực tế ấy, thì cái này của chúng ta là luyện thoải mái, không ai bắt em phải mất phí cả. Gọi là thực tế giống như các cô ngày xưa học ngữ thì đều phải ra bờ hồ để tìm tây để học, đúng chưa? Tiếp tục về cái học mà chúng ta gọi là học lý thuyết ban đầu ấy, lý thuyết ấy, thì ở đây chúng ta sẽ phải đến các trung tâm. Còn bản thân người Nhật người ta là người bản xứ, nhưng những người mà học thực tế là người ta không có nghiên cứu sinh khác thì dạy được em bắt buộc phải ở trung tâm. Và đến trung tâm này thì có trung tâm làm miễn phí, có trung tâm làm mất phí. Có những cái công ty khi em thực tập thì nó sẽ bổ trợ phí cho em đi, có những công ty thì không. Vậy thì bây giờ chúng ta phải vào từ công ty một, thì mỗi công ty nó có chính sách đấy gọi là hỗ trợ nhân viên khác nhau. Bây giờ nó không có chính sách chung thì cái này nó không nằm trong người ta đâu. Để chọn công ty vào không? Chọn công ty thì là thứ nhất là cái việc là công việc của em đây, đúng chưa? Thế thì cái việc mà em chọn thì không bằng là em chọn nó, không bằng nó chọn em, đúng không nhỉ? Đúng không? Em chọn nó công ty không có chọn em đâu, đúng không? Chúng ta có cái câu giống như một cái lộ trình ông vừa nói là chúng ta có cái câu gì? Không phỏng vấn cơ mà, đúng không? Không phỏng vấn là không liên quyết mà nhá. Thế thì ở đây cũng thế, là có những cái trung tâm xung quanh chúng ta làm miễn phí, cũng như Việt Nam vậy, có những trung tâm thì mất phí. Thế thì ví dụ như vào trung tâm mất phí và công ty người ta hỗ trợ, ví dụ có những công ty là khi chúng ta đạt được một N, một mức độ N, N2, N3, N4 chẳng hạn, thì họ sẽ để thưởng, đúng không? Họ không phải là, họ không nói thẳng đó là tài trợ tiền học của họ thưởng, và chúng ta lấy tiền thưởng đấy chúng ta đi học tiếp. Nó là hình thức, phải chứ nhỉ? Em còn hỏi gì nữa không? Ta xong rồi tiếp thêm. Vì hôm nay thì các em nắm rõ được cái quy trình. Tiếp tục của chúng ta là tài chính. Tài chính khi tham gia, thứ nhất là phí xuất cảnh 3.600 USD thì nó sẽ tương đương khoảng 84 triệu. Tiếp theo, đào tạo chính thức 5.9 triệu. Tiếp theo của chúng ta là phí bảo lãnh của văn phòng luật sư 22 triệu. Tổng cộng chúng ta làm đây là 84 triệu. Sau 3 năm các em làm việc, các em quay về nước thì nhận lại 22 triệu cho cái chi phí này.
là hỗ trợ nhận lại bảo hiểm, chúng ta gọi là tiền niên kim, bảo hiểm nhân lương niên kim là từ 80 cho đến 110 triệu. Khoản nhận lại là chúng ta nhận từ nhà trường, chúng ta về chúng ta nhận tại trường. Còn khoản này là chúng ta sẽ về, sau đó là chúng ta sẽ làm hồ sơ thì nhà trường sẽ hỗ trợ làm hồ sơ để các em nhận lại cái này thì nhận. Phải về Việt Nam mới nhận lại được nhá. Còn ở bên Nhật không nhận lại được. Và số tiền chúng ta nhận được là 80-100, số lượng là 22 triệu sau khi các em nhận được 2 cặp. Được chưa? Thì về các bạn, ngoài ra thì chúng ta sẽ lo. Thứ nhất là ăn ở, hồ sơ là hộ chiếu. Rồi cái gì, giáo trình, đồng phục khi mà chúng ta vào trung tâm thôi. Thì em còn hỏi gì về cái vấn đề tài chính nữa không? Có chỗ nào còn đang không? Không được, là giáo trình rồi.